Hello, xin chào toàn thể quý vị. Đến với video hôm nay, thầy Hảo Lâm xin phép được chia sẻ một bài thuốc dân gian đến từ cây lạc tiên. Thì trước tiên vào chia sẻ, thầy Hảo Lâm xin được chúc toàn thể quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi kênh của thầy Hảo Lâm. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ấm no, sung túc. Và đây là quê hương của thầy Hảo Lâm. Nay thầy Hảo Lâm cũng thấy một cái cây thuốc mà dân gian thường hay sử dụng, thì thầy Hảo Lâm làm một cái video này chia sẻ lên bài thuốc dân gian từ cây lạc tiên. Mời quý vị chúng ta cùng nhau tham khảo nhé. Đây ạ, đây phía trước đây là cây lạc tiên. Đây, cây lạc tiên đây ạ. Đấy, đó là dạng dây lạc tiên, lá nó như hình trái tim vậy, lá thì mọc đối nhau, đối lệch nhau đấy. Đấy, đây ạ. Đấy, cái này chúng ta hái những cái ngọn non này về xào hoặc nấu canh ăn rất là ngon, thưa quý vị. Cái dây này lại không có quả, chưa có hoa, nhưng mà nói đến dây lạc tiên thì chắc hẳn là quý vị ai cũng biết. Đấy, cây thuốc quý quanh ta, cây lạc tiên, hay còn gọi là cây nhãn lồng, đông y thì gọi là vị thuốc trùm bao. Cây có vị ngọt và đắng, tính mát, có tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu. Đấy, quả có tác dụng an thần, giảm đau. Lạc tiên thường được mọc và được hái ngọn nấu canh, ăn giúp ngon, ngủ ngon này. Đấy, cây lạc tiên trị suy nhược thần kinh, mất ngủ, ngủ hay mơ sảng. Và phụ nữ thì hành kinh sớm. Nó còn dùng để trị ho, phù thủng, viêm da có mủ. Mời quý vị tham khảo các bài thuốc sau, bài thuốc dân gian mình cũng thường sử dụng và trong dân gian họ hay sử dụng, thì mời quý vị tham khảo nhé. Bài 1 là suy nhược thần kinh hay mất ngủ, thì chúng ta lấy cây lạc tiên này 8 đến 16 gram sắc uống, dùng riêng hoặc là phối hợp với lá vông nem, lá dâu tằm hay là tâm sen, bằng ấy vị sắc uống. Bài 2, thuốc dân gian thứ hai là trị viêm da, ghẻ ngứa, thì chúng ta lấy cái dây lạc tiên này. Đấy, cái lạc tiên này về chúng ta rửa sạch và nấu nước tắm mỗi ngày. Bài thứ ba dùng vị thuốc lạc tiên hay là vị thuốc nhãn lồng và dùng cái cây trùm bao này. Vị thứ ba là bài thuốc an thần, có tác dụng trợ tim, mất ngủ. Đấy, thì uống cây lạc tiên này thì ngủ êm giấc, dịu thần kinh, thì chúng ta dùng bài thuốc kết hợp như sau: hạt sen 12 gram, lá tre 12 gram, cỏ ngọt 15 gram,
lạc tiên 20g và vâng nem 15g, cam thảo 8g, thủy xương bù 5g, câu kỳ tử 10g. Nấu với 600ml nước, chúng ta đun sôi cho nó nhỏ lửa râm râm ấy, còn 200ml, và đem dùng hàng ngày, đem ra uống hàng ngày. Dùng trong một tháng, bài thuốc dùng trong một tháng rất là hay, rất là hiệu quả. Vâng, thưa quý vị, một vị thuốc từ cây nhãn lồng, hay gọi là cây lồng đèn hay cây chùm bao, và cây lạc tiên này rất là hay. Hôm nay mình chia sẻ lên đây và chúc quý vị luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Nếu quý vị thấy video của Thạch Hảo Lâm thế có hữu ích hay thì nhớ dành cho Thạch Hảo Lâm một tim, và nhớ chia sẻ và đăng ký kênh của Thạch Hảo Lâm. Một lần nữa, Thạch Hảo Lâm chúc quý vị luôn luôn có một sức khỏe dồi dào. Xin chào, thân ái.